Vâng, xin chào anh chị em, những người làm nghề môi giới. Trong video ngày hôm nay tôi nói về một cái chủ đề mà rất rất hay bị mắc phải nếu chúng ta không có kinh nghiệm xử lý từ trước. Đấy là việc là khi mà giao dịch bất động sản xong rồi nhưng mà chủ nhà họ vẫn chưa trả tiền cho mình. Ở đây dùng từ chưa trả tiền cho mình. Họ sẽ hẹn mình là khi nào trong giao dịch bất động sản rất hay có cái trường hợp như này này. Là ví dụ mua một căn nhà 3 tỷ đi. Thế thì khách mua thì họ sẽ trả trước ví dụ 2 tỷ, tỷ 8. Còn lại 200 thì họ sẽ giữ lại. Để khi nào mà cái thủ tục sang tên xong thì họ họ sẽ trả nốt cái 200 triệu đấy, hoặc 100 triệu hoặc 300 triệu thì tùy từng giao dịch. Thì thông thường thì sẽ có những cái giao dịch thì họ sẽ trả đầy đủ tiền luôn, nhưng có những giao dịch thì người khách mua họ sẽ giữ lại để đảm bảo cái an toàn trong cái việc sang tên. Vì có những trường hợp là khi mình đi sang tên thì nó vướng mắc, ví dụ như là thiếu thuế tiền 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 thuế sử dụng đất hàng năm, thì có những nơi họ chưa cho nhận sổ khi phải đóng xong cái thuế đấy thì mới được nhận sổ. Hoặc là có những trường hợp rủi ro là cái bất động sản đó đang trong tình trạng tranh chấp chẳng hạn, ví dụ như vậy thì cũng có thể là không sang tên được. Đấy, có một số trường hợp rủi ro. Thế thì có khách hàng họ sẽ yêu cầu giữ tiền. Như vậy trong trường hợp đấy thì có những chủ nhà họ sẽ yêu cầu là bây giờ như thế này, nếu giữ lại tận ví dụ 200 triệu đi. Thế thì ông môi giới thì tôi cũng chưa trả cho tiền cho ông, bởi vì giao dịch đã xong đâu mà ông lấy tiền. Đấy, lý do chủ nhà đưa ra là như vậy. Khi nào mà giao dịch xong thì tôi nhận đủ hết tiền thì tôi mới trả tiền cho ông. Và có những trường hợp như thế này này, 200 triệu đấy thì cũng là cái phần của ông môi giới. Ví dụ cái nhà đấy ông môi giới được 200 triệu, mà bây giờ chủ nhà bảo là nhận đủ tiền thì tôi mới trả. Thực ra cơ bản là chủ nhà nhận đủ tiền rồi đúng không? Còn 200 triệu đấy là phần của môi giới của bạn. Nhưng mà bây giờ thậm chí họ nếu họ không hợp tác hay bất động sản có cái rủi ro gì không giao dịch được chẳng hạn, thì cái tiền đấy bạn chưa nhận được, và cái phần rủi ro là phần ông môi giới phải nhận. Vì lúc ấy nguy cơ bị mất tiền rồi bị bùng cũng tương đối cao đấy. Người ta bảo là đêm dài lắm mộng. Khi mà chủ nhà họ có cái tư duy như vậy, thường thì họ đã có ý đồ, hoặc là họ thường có cái có ý định là sẽ bớt, hoặc là gọi người ta gọi là dùng từ chây ì gì đó. Thế thì cái công sức của chúng ta đúng không, đi tìm khách hàng, tìm được khách hàng khó rồi, khách ưng rồi, tư vấn đã khó rồi, xong rồi lại còn cả một quá trình giao dịch, dàn xếp giao dịch nữa, bao nhiêu công sức. Tưởng là giao dịch xong xuôi rồi mà bây giờ mà lại hoãn không giữ lại tiền, rồi nếu như mà chủ nhà họ bán nhà xong rồi, họ bán đất xong rồi chẳng hạn, họ đi mất thì mình biết họ ở đâu mà tìm đúng không. Hai bên có khi chỉ điện cho nhau thì chuyển khoản một cái, có khi là 200 triệu họ đã chuyển cho nhau rồi, và lúc đấy ông môi giới thì đi đâu mà tìm. Phần phần thiệt, phần thua thiệt, phần gọi là cái dao thì ông môi giới cần bằng lưỡi mất rồi. Vậy thì giải pháp trong trường hợp này thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thì đầu tiên là để tránh tình trạng đó thì chúng ta phải phòng trước đã. Giải pháp số 1 là phòng. Thế thì khi đi môi giới thì thứ nhất các bạn phải làm việc với chủ nhà, thì chúng ta phải thống nhất trước với chủ nhà. Có những tình huống như sau này. Hiện tại thì ở tại Hà Nội ấy, thì thường xuyên là cách giao dịch môi giới sẽ được nhận một nửa số tiền của gọi là phí môi giới. Tôi ví dụ như này, khách hàng đặt cọc 500 triệu. Thế thì ông môi giới tổng giao dịch ví dụ được 100 triệu đi. Thế thì sau khi khách hàng đặt cọc 500 triệu thì ông môi giới sẽ nhận một nửa luôn của cái phí môi giới, tức là 50 triệu. Đấy, hình như các bạn dùng này. Phí môi giới được 100 triệu thì nếu như khách hàng đặt cọc một số tiền, ví dụ kể cả 100 triệu, thì ông môi giới lấy một nửa luôn, tức là lấy một nửa phí môi giới, bởi vì cái giao dịch đã cơ bản đã được có giao dịch bằng tiền rồi, và ông môi giới lấy một nửa luôn. Và sau khi giao dịch xong, ký hợp đồng công chứng xong thì ông môi giới sẽ lấy nốt. Đấy là hiện trạng giao dịch hiện tại. Vì sao? Vì môi giới có trách nhiệm mà giới thiệu, tư vấn giao dịch, thì khi mà ký hợp đồng mua bán và đã giao tiền, giao phần lớn số tiền, thì cái giao dịch đó đã cơ bản đã thực hiện thành công, và trách nhiệm của ông môi giới là cơ bản là xong. Cơ bản là xong, vì cái phần còn lại là phần thủ tục sang tên thì nó thuộc về cái trách nhiệm của người mua, người bán và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Lúc đó ông môi giới cũng không có cái trách nhiệm gì cả trong cái việc cấp hoặc sang tên sổ cho người mua đó. Thì như vậy thì môi giới phải nhận đủ tiền sau khi giao dịch xong. Đấy. Thế thì cái chúng ta phải thống nhất với chủ nhà là cái quy trình thanh toán phí môi giới nó sẽ là như vậy. Tức là tôi nhắc lại này, sau khi đặt cọc xong thì môi giới sẽ được nhận một nửa số tiền môi giới được hưởng. Ví dụ 100 triệu thì được nhận 50 triệu. Nhưng ví dụ cái nhà đấy đặt cọc ít quá, cái nhà đặt cọc ít quá 50 triệu, thì trong khi phí của cái nhà đấy môi giới được 100 triệu đúng không? Thì môi giới sẽ nhận một nửa của số tiền đặt cọc, tức là 25 triệu.
Đó, thì đấy là cái cách mà các công ty môi giới tại Hà Nội họ đang thực hiện. Thế nhưng lại đảm bảo rằng là nếu như người bán hay người mua có phá hợp đồng, không thực hiện đúng hợp đồng, thì quyền lợi được đều đảm bảo cho tất cả các bên. Ông môi giới ông cũng được quyền lợi và ông mua hoặc ông bán cũng đều có quyền lợi. Và sẽ có những trường hợp chủ nhà họ sẽ cãi, họ bảo là thế tao bán cái nhà mà mày lại được một nửa là như thế nào. Thế thì cái lý do mà các bạn sẽ trình bày với chủ nhà ở đây là gì? Là tôi ví dụ là nếu như khách không mua nữa, đặt cọc 100 triệu, thế thì đáng ra anh chị không được đồng nào, nhưng nhờ khách của môi giới mang đến mà anh được 100 triệu thì cái nhà của anh vẫn còn, đúng không? Vậy thì cái lợi ích mà chúng ta được ở đây là 100 triệu thì phải chia đôi, đúng không? Công sức, thời gian, tiền bạc người môi giới bỏ ra, đúng không? Còn cái người chủ nhà họ cũng chỉ bỏ thời gian tiếp khách thôi, họ không mất cái gì cả. Vậy thì cái số tiền 100 triệu đó thì phải chia đôi, đúng không? Quyền lợi phải chia đôi. Đó. Thì cả hai cùng góp công vào cái giao dịch đó, và cái nếu như có được cái 100 triệu tiền cọc đó thì phải chia đôi. Ok, đó là nguyên tắc. Còn ở đây quay lại trường hợp là chúng ta không biết cách phòng tránh mà xảy đến tình trạng nhá. Ở đây tôi lại quay đến trường hợp 2 là chúng ta không thống nhất được với chủ nhà rằng lấy phí môi giới từ trước, hoặc là thống nhất được với chủ nhà rằng là khi giao dịch xong thì mới thì phải giải hết phí, thì sẽ có nhiều trường hợp môi giới non kinh nghiệm gặp tình trạng không thống nhất được như vậy, và đến cái lúc mà công chứng xong thì chưa được chủ nhà họ chưa được nhận đủ 100% tiền, họ giữ lại tiền môi giới của bạn, họ bảo với bạn rằng là cái giao dịch này chưa thành công, khi nào tôi nhận đủ hết tiền thì tôi mới giảm phí môi giới cho ông. Thì lúc đó thì chúng ta xử lý như thế nào? Lúc đó thì nếu như các bạn mềm, cá nhân tôi ngày xưa khi mà còn mới bước vào nghề, tôi còn non kinh nghiệm, thì tôi cũng phải chấp nhận là khi mà bên mua thanh toán hết tiền rồi thì tôi mới được nhận phí môi giới. Nhưng sau này khi tôi có kinh nghiệm hơn thì tôi xử lý như sau, và tôi yêu cầu chủ nhà như này này: không được, cái trách nhiệm của em là giao dịch, thì khi giao dịch xong rồi thì anh chị đã nhận đủ tiền rồi, bây giờ anh chị bảo là ok em phải còn trách nhiệm, ok em đồng ý còn trách nhiệm, nhưng em phải nhận đủ với những cái phần mà đã hoàn thành. Ví dụ căn nhà 3 tỷ, phí của tôi là 100 triệu. Căn nhà 3 tỷ, phí của tôi 100 triệu. Vậy thì chủ nhà nhận được 2 tỷ 8, tức là bao nhiêu phần trăm của số tiền 3 tỷ, đúng không? Bao nhiêu phần trăm của số tiền 3 tỷ thì tôi cũng sẽ phải nhận từng đấy phần trăm của số tiền 100 triệu. Đúng không? Ví dụ 2 tỷ 8, ví dụ là 95% đi, thì tôi cũng phải nhận được 95% của số tiền môi giới của tôi là 95 triệu. Đấy. Còn lại 5 triệu thì ok, khi nào bên mua thanh toán cho chủ nhà, cho người bán, thì tôi sẽ nhận lại nốt cái phần 5 triệu đó. Vì sao? Vì giao dịch đã thực hiện được 95% rồi, đúng không? Còn 5% chưa xong thôi. Còn 5% chưa xong thì tôi cũng thế, tôi cũng làm môi giới, công việc hoàn thành được 95% thì tôi cũng phải nhận đủ 95% cái hoa hồng của tôi. Khi nào xong thì tôi cũng nhận lại nốt cho kia đó. Và đấy là cái nguyên tắc mà các bạn phải làm thực hiện, rồi chúng ta không nhân nhượng vì chúng ta thực hiện đúng cái việc của chúng ta rồi, chúng ta phải nhận được phần của chúng ta. Còn nếu như các bạn yếu thế quá nhá, các bạn yếu thế quá, bạn không đòi được mà chủ nhà nhất quyết không giảm, thì các bạn phải dùng bước thứ ba, cùng lắm các bạn sử dụng bước thứ ba là phải yêu cầu chủ nhà phải ký giấy ghi nợ. Ký giấy ghi nợ là gì? Là ví dụ tôi là Hoàng, tôi nhờ ông Đức môi giới cái bất động sản ở phố Đội Cấn. Thế bây giờ giá đã giao dịch đã thành công rồi, nhưng mà bên mua hẹn đến ngày này thì giảm nốt tiền, thì lúc đó tôi mới giảm ông Đức phí môi giới. Thế phải ghi rõ ra phí môi giới của ông Đức ví dụ là 100 triệu, thì hẹn đến ngày này thì tôi sẽ phải giảm cho ông Đức 100 triệu. Đấy, nếu sai tôi phải chịu trách nhiệm trong pháp luật. Chứ phải ghi một lập cái văn bản giấy ghi nợ ở đấy, rõ ràng ở đấy. Đấy, trường hợp cuối cùng mà chủ nhà quá rắn mà các bạn không đủ cứng thì để các bạn làm điều đó. Đấy là cái ba phương án. Phương án 1 chúng ta phòng ngay từ đầu, chúng ta nhận tiền ngay từ đầu. Phương án 2 là chúng ta sẽ nhận cái phần trăm số tiền giao dịch, đúng không? Phương án 3 cuối cùng bí lắm thì các bạn phải sử dụng phương án là phải ký giấy ghi nợ, vì tôi cũng đã có một trường hợp tôi phải ký giấy ghi nợ như vậy từ ngày xưa, nhưng mà dần mỗi một ngày khi mà tôi làm tôi có kinh nghiệm hơn. Lúc đầu thì tôi phải chấp nhận trường hợp là để giả hết tiền tôi mới lợi tiền. Sau đó tôi trưởng thành hơn, tôi khôn hơn, tôi lại có kinh nghiệm hơn, thì lúc đó thì tôi phải bắt ký giấy ghi nợ rồi lấy phần trăm. Rồi sau này bây giờ thì tôi lại yêu cầu là phải trả trước khi đã đặt cọc của tôi đã lấy tiền rồi. Khi giao dịch xong tôi lấy hết tiền. Đấy. Các bạn cần phải nâng cao kỹ năng và tư duy trong cái việc môi giới bất động sản, thì chúng ta sẽ giảm cái rủi ro trong nghề của mình. Và hy vọng là những cái điều tôi chia sẻ sẽ giúp cho các bạn nhận đủ cái phần thù lao của mình trong mỗi giao dịch. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đăng ký kênh của Hoàng Realtor.